Vâng, vậy thì cái nãy như cô Nguyên có nói đó là giá nhà này đắt lên này, giá thuê nhà cửa đắt lên này, giá xăng dầu đắt lên này, mà như nếu sống ở Lido đô Sài Gòn này trong 2 năm vừa qua cũng thấy đó, ngay cả một giá của một tô phở nó cũng tăng lên một chút xíu, Vâng. đó là cái tác động. Vâng. Cái có lẽ một trong những cái mà người ta thấy rõ nhất đó là kẹt xe. Khi kinh tế lên đó, là nó kẹt xe, là bởi vì phần lớn những cái hoạt động kinh tế mà làm cho California giàu có đó tập trung ở một số vùng đô thị như là vùng gọi là vùng vịnh có San Francisco, rồi kế đó là San Jose, rồi xuống Los Angeles, xuống San Diego. Thì cái cách đây độ một năm có cái ông giám đốc về giao thông ở vùng San Francisco đó, ông ấy bảo là chúng ta bây giờ không còn có cái vấn đề là giờ kẹt xe nữa. Người ta bảo ôi sao, sao sướng vậy, ông bảo bởi vì rằng giờ nào cũng là giờ kẹt xe tức là từ sáng đến chiều lúc nào cũng kẹt xe, chứ không phải là giờ đúng đi rồi. làm với giờ tan sở là mới kẹt xe. Thì cái nạn kẹt xe này là một trong những cái vấn đề mà dân California đau khổ. Chắc là ông ở gần chỗ tòa báo người Việt thì ông không có vậy lái Đúng xe, rồi. nhưng mà tôi biết rất nhiều người bạn bè quen biết cái con cháu đó là mỗi ngày lái xe 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi đồng hồ và họ rất là khổ về cái đó. Thì cái vấn đề mà ông đã nêu ra là vấn đề nan giải của California vì sự thịnh vượng là giá nhà cửa. Khi mấy cái ông mà ông đi làm với cái lương độ 200 ngàn một năm, 300 ngàn một năm, ông đi mua nhà đó, thì Khác với lại cái khác người với cái lại cái dân bình thường như mình dưới 100 ngàn một năm, là bởi vì là họ mua giá nào họ bảo cái này tôi thích, tôi nhất định tôi mua. Thành ra nó đẩy giá nhà lên cao, và một cái gọi là phó sản, một cái hậu quả của nó đó là cái số người vô gia cư ở California gia tăng, gọi là có thể nói là gia tăng nhất nước Mỹ. Thì San Francisco là một trong những cái hiện tượng như vậy. Cả thành phố bây giờ người ta đau đầu với cái chuyện người vô gia cư. và cái năm 2017 là cái năm mà nó lên đứng hàng thứ năm trên thế giới, đó là cái số người vô gia cư ở California tăng 14%. Và trong số cái những người vô gia cư đó khoảng là 130 mấy ngàn người đó, thì 68% là thực sự họ phải ngủ ngoài đường chứ không Chứ có không những phải cái là chỗ, cố ý phải không? không, họ phải ngủ ngoài đường mà không có những cái cơ quan bảo trợ cho họ ngủ nhờ. Ở chính mắt tôi một buổi sáng đi tập, đi qua một cái chiếc xe nhìn vào thì thấy 2 người đang nằm ngủ ở trong đó, thì họ che kín cả trời lạnh. Thế nhưng mà rõ ràng là đó là những người họ không muốn ngủ ngoài đường nhưng họ bắt buộc phải ngủ ngoài đường. Thì hai cái vấn đề gọi là traffic, xe kẹt với lại vấn đề Dân số nhà nhà cửa là hai cái vấn đề mà có thể nói là nặng nhất của California. Người ta bảo là bây giờ muốn biết cái giá nhà ở cái vùng San Francisco khoảng bao nhiêu thì người ta trả lời thế này: cứ coi cái một cái nhà tương đương ở Minnesota, xong rồi cộng thêm 1 triệu thì sẽ có cái giá nhà ở San Francisco. Vâng, một cái nhà cũng chưa hẳn như vậy đâu ạ. Một cái nhà mà cô Nguyên có nhìn thấy trên cái gọi là Redfin, tức là một cái trang web mà đang quảng cáo cho California, bán nhà ở California đó, là một căn nhà chỉ có 1.000 square feet thôi, tức là nếu đổi ra mét vuông của Việt Nam á, thì nó cũng khoảng chừng 90 square feet, 90 mét vuông sử dụng, và đất thì khoảng chừng 500 mét vuông thôi, mà ở San Francisco với giá bán là 2 triệu tư. Vâng, rất là đắt đỏ. Quay trở lại cái đề tài là vậy thì cái chuyện là những người như dân bình thường như California sau khi nghe cái tin này rồi thì người ta sẽ tự hỏi rằng là ồ, không lẽ tiểu bang của chúng ta có cái giàu mãi như thế này không? Chúng ta có giàu mãi như thế này không? Hay là chúng ta sẽ nghèo đi? Cái này nhìn vào quá khứ thì biết cái hồi đó California đã đứng hàng thứ năm trên thế giới năm 2002. Cái lúc đó là California đã vượt qua Anh, Pháp với lại các nước nhỏ nhỏ như nước Việt Nam mình chẳng hạn, đứng hàng thứ năm. Thế rồi thì đến năm 2012 đó thì nó lại đứng hàng thứ 10. Thì cái đó là một cái chuyện mà đồng bào California chúng ta phải biết trước, là bây giờ là đứng hàng thứ năm đó, nhưng mà mai mốt không biết thế nào. Thì cái
hiện tượng đặc biệt của California đó là nó lên thì rất lên và nó xuống thì rất xuống. Vâng. À, thành ra là cái vấn đề của cái chính phủ California đó là nó làm sao để mà lúc mà có tiền đó, thì đừng có xài quá, cái lúc thiếu tiền nó không đến nỗi phải khó khăn. Bởi vì hiện nay đó cái số gọi là ngân sách của tiểu bang đó thì nó đang ở trong tình trạng rất là bất ngờ là nó thặng dư. À. Bởi vì xưa nay nói đến California Là là nó người ta thấy nói thiếu. khiếm hụt ngân sách, khiếm hụt ngân sách. Thế thì bây giờ đó tự nhiên cái tiểu bang nó thặng dư, thì cái ông thống đốc hiện giờ là ông Brown này, có phải là tại vì ông ấy tài giỏi cho nên là ông ấy làm cho ngân sách từ khiếm hụt thành thặng dư không? Thì chắc mình có thể nói là có, chắc có, nhưng mà phải nói là ông ấy hên. Là bởi vì rằng cái năm 2007-08 là kinh tế nước Mỹ nó xuống, Cali xuống mạnh hơn. Thì đến lúc đó là chắc chắn là cái ngân sách phải thiếu hụt. Thì đến cái lúc mà ông Brown là làm thống đốc rồi thì là kinh tế nó lên từ từ thì là ngân sách nó thẳng dư. Thì cái lý do khiến cho cái ngân sách của California nó lên xuống bất thường như vậy là vì rằng cái nguồn để thâu cho cái ngân sách đó nó chịu tùy thuộc một cái thứ thuế là thuế lợi tức. Và cái thuế lợi tức ở California đó cho những cái người giàu có đó là nó rất cao. Thế thì đến cái lúc mà kinh tế xuống đó thì những người nào bị giảm lợi tức nhiều nhất? Những người giàu. Mình chẳng hạn bây giờ mình đang làm độ 70 ngàn, mình xuống còn 68 ngàn, mình bảo kinh tế xuống đó. Nhưng mà người ta đó, người ta làm độ 300 triệu thì người ta xuống còn có 200 triệu, chẳng mất cả 100 triệu lận. Thì chính cái đó, đó là cái lý do khiến cho cái gọi là ngân sách của California đó lúc khá thì nó lên, bây giờ như bây giờ thặng dư rồi mai mốt nó lại xuống. Thì đấy là một cái điều mà dân California nên biết trước. Vâng, có lẽ là câu hỏi cuối cùng xin dành cho nhà báo Ngô Nhân Dụng là rất ngắn gọn thôi. Thì với cái việc mà California, cái nền kinh tế trở thành đứng thứ năm trên thế giới đó, thì cái ý nghĩa chính trị của California đối với nước Mỹ như thế nào và đối với thế giới như thế nào? Dạ thưa, cái điều mà cái dân California đó, người thì hãnh diện về nó, người thì than phiền về nó, là cái không khí chung của cái tiểu bang này đó, là cấp tiến. Và cái tiểu bang này là thường ủng hộ đảng Dân Chủ. Mà cái chính sách của cái tiểu bang đó thì nó rất là cấp tiến. Thí dụ như là nó giao rất nhiều tiền cho chính phủ để cho chính phủ chi tiêu cho những cái việc chung. Ngược lại với California thì ai cũng biết là Texas. Ở Texas đó, thì là chủ trương là chính phủ càng nhỏ càng tốt. Làm sao đừng có đóng thuế cho chính phủ để cho chính phủ nó ăn tiêu rẻ rẻn. Và đối với người dân Texas thì họ thấy rằng cái chuyện mà chính phủ nhỏ là một điều hãnh diện. Còn ở bên California đó thì họ bảo ô chính phủ làm được rất nhiều việc, cái đó họ hãnh diện. California cũng là cái tiểu bang mà những cái luật lệ về bảo vệ môi trường là gọi là chặt chẽ nhất. Bị siết. Thì cái đó là hoàn toàn là một cái chủ trương cấp tiến. Thế rồi thì là tất cả cái phong tục của California nó cũng có tính cách cấp tiến. Thành ra là cái xứ này đó mà nó tiến được đó, thì người ta bảo rằng ô điều đó chứng tỏ là một cái tiểu bang chính phủ thì lớn, thuế thì nặng, ấy thế mà nó cũng đứng lên hàng thứ năm cường quốc kinh tế trên thế giới. Thì cái đó là có cái ý nghĩa chính trị, là những cái người chủ trương cấp tiến đó có thể lấy California ra để làm cái bằng chứng là theo chủ trương của chúng tôi không có hại gì hết. Mà chúng ta biết là gần đây đó, tiểu bang California với ông tổng thống Mỹ ông Donald Trump là luôn luôn xung đột với nhau, bởi vì ông thì là cái chủ trương là rất là bảo thủ, còn California rất là cấp tiến. Thì cái đó có thể khiến cho cái tình hình chính trị nước Mỹ nó sẽ ngắm chừng cái sự thịnh vượng của California. Bây giờ nó sẽ bảo ô chúng nó may mắn, mai mốt mà kinh tế xuống thì nó sẽ bảo ô đấy đáng đời,
vì cấp tiến quá cho nên là nghèo. Vâng, có lẽ là California thì từ trước cái này vẫn là mang cái truyền thống cấp tiến, và hiện nay với cái nền kinh tế của California đang đứng hàng năm trên thế giới thì không biết là sẽ có rất nhiều những cái thay đổi trong đời sống của người dân California. Chương trình chúng tôi đến đây tạm chấm dứt và cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dũng đã đưa rất là nhiều cái kiến thức đến cho khán giả của Người Việt TV qua cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay.